lo ¿Cómo? Đi quẩy mạ rồi các bắt chơi trai nhé. Rồi cá. Bí quá không vồ được. Thôi. Gì mà toàn vồ trượt thế? Nó trơn quá, đâu phải dễ. Đấy. Vồ đi. Còn quay không? Còn. Cà. Cẩn thận nó vồ vào nó lại chạy mất. Giữ chặt vào. Wow! Miu ơi, mau sâu ra đây. Con này ăn không hay thả? Ăn. Chả biết được, cứ bắt vào đây quay phim đã. Trời. Đấy. Vén hết chưa? Vớt lại. Đi vào đây mà nghịch bùn. Rồi, con bọ này. Mời các anh em nghịch bùn cùng nhá. Quải mạ để đi cấy đây. Bùn đủ anh ạ, giờ quải không xoa được đúng không? Nó có xuống đều không đây hay nó vun vào? Cái xe còn tròn mãi cho nó thử. Đó. Hai tay nhá. Hai tay đi theo bên này thì vun đến. Được được. Rồi, bây giờ quải cái mạ. Cái hạt lúa này mầm này. Đấy, nhìn rõ chưa? Đấy. Quải đây không bao giờ đi xoa như thế này cho nó xuống. Cứ xoa mạnh. Ôi, cái gì chẳng biết làm. Năm mạ gì cấy. Thế nay làm ở chỗ nào hả chồng? Nãy làm gì? Năm mạ. Đây. Thế sao bây giờ mới xoa? Nãy là ấy làm đất xong trải khay ra xong bắt đầu đi lấy bùn ở dưới ao đổ lên không quải lúa nảy mầm này lên không bây giờ xoa trong vòng 7 ngày thì mùa này thì 7 ngày là cao lắm rồi. Mùa kia thì hôm nào gặp rét nó còn đích thèm lên cơ.
này thôi, càng mạnh tay là càng càng xuống đều ở dưới là được. Ngập bùn là ngập xuống là ok. Mai lại ra đây chỏm xem nó lên như thế nào. Kết quả công việc mai có luôn. Ai ôi cũng mỏi gối gớm, tại vì ngồi phải ngứn mà, chứ ngồi lúc này không phải ngứn mấy. Ôi để đấy tí bài cho nào. Căng sợ không ra. Đều à? À sợ không đều mà không phải không sợ không đều mà còn cái này nữa cơ. À phải căng cái này thì tao cái nội chứ không có nội không bắt chai chai thì người lắm. Ok ok. Ai tôi xem tần tay. Tay có bùn chưa? Đợi tí con đi rửa tay. Đi không được à? Đâu? Đâu phải ra lưới đi nhá. Bố đi vòng này đi vòng vòng sau đó đi xuyên vòng này. Thả con kéo vòng này nhá. Ai à? Nhưng mà ừ, hãy lên đây. Có khi nữa con đi ra đấy rồi chứ lại sao thì ra núi vào lại lo rồi. Tội gì kia. Hai con phóng tên lửa rồi, ba con, ui thế hết tí lại đuổi lên đang đoạn nhiều phết nhở. Thank you.
Lội luôn. Không thế thì nhờ cả áo. Sao? Đi bắt chị trai. Ở đâu? À đi đi sang mẹ bên kia. Chăm lắm nhé. Thôi. Đâu? Đây. Con to lắm. Ê. Còn bùn chắc không có. Ôi một con nữa rồi. Ôi con này không bỏ không nữa. Ôi dồi. Ôi bắt cái cha đây. Đây là mấy con rồi Bằng Dư. Đi đâu mất rồi? Sang đây để mò cá. Còn mò chai chai nữa à? Ôi! Nhiều đấy. Tìm đi. Nhập. Tìm đi. Hai con. Thế đống lúc nãy đâu? Đi. Chừng mấy con tất cả rồi. Uầy. Tránh ra này. Tránh ra không vỡ mồm.
đã thấy con cá nào dậy chết chưa? Nhiều ấy. 4 con rồi. Ô mà vô. Để tao gọi nhặt được. Con chưa? Rồi. Mới bắt được 4 con gì ạ? Không biết trời nhiều. Tao vẫn được có 2 con thôi. Ở quanh quanh đâu đây thôi mà. Quanh quanh thì lại này. Đâu mà con ném đâu. Ném nhẹ không có thể dập mất kia mất. Ném nhẹ không có dập mất ngọc trai. Tí nữa về đủ ngọc để làm cái vòng. Ê, tao mò hẳn con bé tí này. Bé. Thả luôn. Con gì đây? Ở trước có cái gốc cây cao. Lần nào cũng bịt hai đầu vào ông mang lên. Ui. Mấy chục con rupee. À, chấm được con nữa. Vớt lại rơi xuống nhỉ? Chết cha rồi. Có vụ cất tôm ném cả bát đây chết rồi. À ba bát đồ cổ. Đồ cổ, đồ cổ. Ôi, lại còn nhặt được cả đồ cổ. Cái bát tìm lại không? Này. Tránh ra nha. Vây, vây. Miu tránh ạ. Miu chặt đi con. Chỗ này có đấy. Con đi quẩn lại đi. Em bảo Miu mang cái mũ đi chết lắm. Nắng không? Ra cho mát. Để sang bên này để mò cá. Mò được cứ cá khác nó đâm vào mặt ra rồi này. Thanh niên này hệ thủ là quả trứng gà đi ăn. Ăn đi. Xuống không? Hả? Xuống không? Xuống đây á? À? Mời mà xuống đây, kéo mẹ mày oánh cho. Biết bơi không mà xuống? Sao lại không biết? Mình sợ dính bùn. Đi bơi bao giờ mà biết? Sợ dính bùn. Sống rồi. Ấy, đâu có đến đây người. Sống mất con cá này, được con trai mà bé quá. Bé rồi là. Ra ngoài kia mà sống. Ôi. 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 Sao nó chạy nhỏ bé quá. À ha. À thôi. Ôi. Đi đây. Được con cá nó to thì lại mất được một con trai. Bên đây nha. Lên. Mất con cá. Phí con cá thế. Trai bé đây này. Đây này. Ê. Không phải phép chứ. 4-5 con này. Một ổ luôn.
Thế sợ cạnh đến nào có con mẹ. Con mẹ đưa cho bố đấy. Bắt tướng đi. Ba con nhưng mà thả rồi. Chỗ này nó có cát có đấy. Tí con cá đấy, bắt được con cá. Con cá gì? Chắc rô phi. Ở rô phi bắt được đấy chứ. Bắt cho nó khoái. Trông sao mình này mà bắt. À, chấm được con nữa. Con này ăn được rồi. Những vui vẻ mềm. Ờ, bảy con rồi Miu. Mưu sang bên kia sẽ cái xô sang thả trái vào đi. Cái con này nữa này. Xô ở đâu mà? Xô ở bên chỗ làm mạ kìa. Đấy, Mưu xách xô sang đây nhá. Ôi trời, cá. Bí quá không vồ được. Gì mà toàn vồ trượt thế? Nó trơn quá, đâu phải dễ. Đấy. Vồ đi. Còn quay không? Còn. Cá. Cẩn thận nó vồ vào nó lại chạy mất. Giữ chặt vào. Wow! Miu ơi, mà... Miu sâu lên đây. Con này ăn không hay thả? Ăn. Chả biết được, cứ bắt vào đây quay phim đã. Ôi, đằng kia cá dãy ác. Dãy ác nhưng bắt bằng tay thì nó mới chướng. Miu có để sót con nào không? Tìm kỹ à. Rồi. Cá nhìn gì? Ôi, đến đây thì vẫn còn sỏng mất. Thank you.
đúng rồi. Chết, nào đến giờ ăn rồi. Cho ăn thì về cho nó ăn. Mèo không cho nó ăn được. Mai đằng kia đi về nhà ngay. Ảnh về chưa? Lấy không? Có. Về ngay. Miu sang đây mà lấy. Này. Lấy gì? Chết trai. Một con. Ui. Mình đến tôi chậm mới nhặt nào được. Tìm được. Đi lên chỗ mát đứng cái. Diễn viên đâu rồi? Gì? Diễn viên đi đâu hết rồi? Chẳng nhìn thấy ai. Đây. Ai diễn viên đây rồi? Tiếp tục. Này. Diễn viên lại đứng lấp ở sau cây chuối đấy thì ai nhìn đấy. Cẩn thận Miu ơi. Mò được cả củ gạch. Miu ơi cẩn thận ngã con nhá. Mẹ mày về mẹ mày lại đánh cho. Về ra, nó lại ra. Làm gì đấy? Lấy cái mũ. Vãi kết. À, lâu lâu mới được con, như được con cụ. Cụ à? Miu ơi, có nhiều mũ thì lấy cho đi ăn cái nha. Đây, sáng mò lại con này này. Con này là phải mò cho bằng được này. Có khi không mò chẳng thấy con ý rồi. Ai bọn này chầm gớm. Ai à? Được rồi, bám một cái chai chưa? Chả biết được. Bé không để phân bé thì mới nhớ ăn. Ôi giời, được hẳn con trai vỏ.
có cụ nữa. À, không cụ lắm. Đâu này. Này. Mạnh hết cỡ à? Mạnh hết cỡ này. Miu ấy cầm xô về rồi sao? Thêm con nữa thành ba. Thì vào đây bắt cá nốt không lên bờ. Đây lại được con nữa mới đều. Con này mò cá thế này. Lên hô. Đi từ đây ra đằng kia là lên luôn. Thank you.
chứ đằng này chắc không có. Dạ Miu đã mang về rồi ạ. Đoạn này bây giờ sao nhiều bùn ghê nhỉ? Lâu mà chẳng nhiều bùn theo này. Góc này không có mấy đâu. Chai chưa? Thôi, mất thật. Chả có nhẽ. Miu ơi. Lưới là lưới giải đi để có cứ mà lột để mà chơi chai chứ còn cá ăn gì. Được cá ăn chán. Ừ. Chán 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 lắm. Ăn không được ăn mà lại lười phải mổ. Miu lại xách xô ra đây. Ai vẫn xô cũ của nó đấy. Thôi đi về. Được cá không? Có. Cá một sâu nha, nó con bé. Con bé nữa. Ê, lười bé nữa thì có thiếu. Đôi khi á, mình không ăn thì nọc thịt chân nào. Ngồi mũi thì thôi, đứng đây mát rồi. Bạn không? Thầy lúc nào cũng thấy uống sữa. Ê, thầy ơ quá, được. Chăm uống sữa thế mà. 5 con trai trai với cả đảo, 9 con ở kia nữa. Được mấy con mang về rồi. Thôi con à? Con. Ê, chán đây. 8 con nữa. Ốc bò ra khỏi mạ. Muốn quay cái mạ mà được 7 ngày là đấy quay luôn. Thế là thanh một cái. Ơi. Mai ra xem một ngày nó như thế nào chứ. Đây là mọc lên cái gì đấy? Lúa. Làm lúa đấy. Bón à? Mọc lên cây lúa con cho ông đi cấy ra ruộng. Tắm bùn. Thế là làm mà làm nào mà đứt băng hết thì sao kia mà tao đây mới kịp cái này mà. Cá nó kéo nào chứ, con to quá. Kéo tung vào lưới. Đâu được cá. Ôi, một đống cá. Được cả nem chua phùng này. Chết rồi. Nãy bắt được con cá sướng nhỉ, mới tuổi này. Con này dạy ai? Con này cũng to mà. Ừ. Đi nửa đường dạy. To hơn mấy con bắt được ở lưới. Con bắt cá to phải tháo. Cô đi chắc phải 6-7 cân nhỉ? Lâu rồi. Ôi. Này, cầm cái. Ồ. Cho vào đây. Để sách. Ồ. Ừ. 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 Nửa đầu dân nè. Ồ. Ăn đi. Khuê hai đứa con lên mạng. Khuê ác. Về thôi.
Đâu, mảnh đàn cá ra đây rồi. Đấy. Ừ, về đã tí lại chặt lá cỏ sau. Thôi. Chào mọi người nhá. Về đâu. Đi. 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 Đi.